29. Ai vậy? Sáng sớm mà phiền quá. Vẫn chưa dậy sao? Thu dọn đồ đạc rồi đi với tôi đi. Tôi đích thân tới nhà mời rồi đó. Cô sẽ không phụ lòng thành của Lãng Nhã đúng không? Tôi mời cô quay lại. Nhưng mà tôi quyết định rồi. Tôi sẽ gọi cho trụ sở để lấy ý kiến. Tôi cũng nói chuyện với Frank rồi. Chúng tôi sẽ dốc sức bảo vệ cô. Tôi giận. Tôi biết. Nếu nói là tôi đổi ý rồi thì chắc cô sẽ không tin. Nói như vậy đi, Sabrina Benclear là nhân vật then chốt. Xem ra cô ấy rất thích cô. Cô ấy nói chỉ chấp nhận cô làm giám đốc sáng tạo phụ trách Clear. Sao vậy? Mọi người không chào đón Jerry quay lại sao? Chuyện quá khứ qua rồi, từ giờ hãy làm việc thật tốt, tiếp tục cống hiến. Chuyện gì vậy? Frank xin giúp em sao? Rốt cuộc có chuyện gì? Nói mau. Nếu em nói Juliet đích thân tới nhà xin lỗi em và mời em quay lại thì chị có tin không? Sabrina Benclear xin giúp cô đúng không? Thông minh. Báo cáo, báo cáo. Thạch Kiên và một phụ thủy kia chia tay rồi. Cô đừng nghe tin dĩa hè rồi đi đồn nhảm nữa. Đồn nhảm cái gì? Sự thật đó. Larry bên phòng chăm sóc khách hàng, sống cùng khu với Thạch Kiên. Tối qua cô ấy thấy một phù thủy kia xách vali ra khỏi nhà của Thạch Kiên rồi lái xe đi. Đó không phải chia tay thì là gì? Không lẽ vì thất tình nên cô ta bộc phát lương tâm sao? Bộc phát lương tâm. Anh không sao chứ? Tôi thì làm sao được? Tôi nghe chuyện rồi. Nghe chuyện gì? Tối qua anh tới văn phòng Juliet cãi nhau to một trận vì chuyện của Tiếu Tiếu sao? Đừng nói hai người vì chuyện này. Ai mà nhiều chuyện vậy? Ai nói cho cô biết? Anh nghĩ Lãng Nhã cần bí mật sao? Nhìn trạng thái hôm nay của anh, ánh mắt đờ đẫn, da mặt vàng giọt, là biết cậu chủ Thạch Kiên chắc chắn thất tình rồi. Tôi không có. Vậy thì tại sao? Tính cách không hợp. Tính cách không hợp sao? Vì vậy mà hai người chia tay sao? Đừng nhắc chuyện này nữa. Tôi không muốn nhắc. Nói ra chắc anh cũng không tin. Hôm nay mới sáng sớm, Juliet đã đích thân tới nhà mời Tiếu Tiếu quay lại. Tôi hỏi anh nha, rốt cuộc hai người sao vậy? Bọn tôi chẳng sao hết. Không lẽ cô muốn tôi quay lại với Juliet sao? Alo Tiểu Nhu, tôi sốt rồi, không đi nổi đâu, xin nghỉ giúp tôi nha. Không đi bệnh viện đâu, uống thuốc xong chắc sẽ đỡ. Tan làm qua thăm tôi nha. Tạm biệt.
Trác Nguyên, xin lỗi xin lỗi, em không phải cố ý, em cứ tưởng là trộm. Sao anh lại tới đây? Anh tới làm gì? Ai cho anh tới? Em đang trả thù anh sao? Mượn cớ trả thù đúng không? Ai kêu anh lén lút chứ? Đừng đánh trống lảng. Anh tới đây làm gì? Sao em không đi làm? Quá ra anh muốn đột nhập vào đây khi chủ vắng nhà sao? Anh tới lấy nốt đồ đạc. Anh Trác, em muốn nhắc nhở anh, đây đã không còn là nhà của anh nữa. Phiền anh trước khi tới thì báo trước một tiếng, xin ý kiến của chủ nhà. Chưa đánh chìa khóa. Nếu sau này nhà em có mất thứ gì thì đừng trách anh đó. Rất có phong cách. Em định dùng phòng này để làm gì? Dù sao cũng chưa có phòng làm việc. Em định ngồi ở đây đọc sách, học hành gì đó. Quá ra là ở đây. Em thấy nó trước dưới đất. Em nghĩ dù có ra sao thì cũng không tới nỗi phải quăng đi. Đúng vậy, đây là... Em không định giữ lại nó, chỉ cảm thấy không nên dứt. Nếu anh muốn thì cứ đem đi đi, nếu không lấy thì cứ để đây. Dù sao cũng không chiếm chỗ, không sao đâu. Đương nhiên là... Anh tới để lấy thứ khác. Nhưng nếu lấy cái này đi làm kỷ niệm thì cũng không tệ. Nhưng nếu cái này quan trọng với em và em nhất định phải giữ lại thì anh không lấy đâu. Anh đem đi đi. Anh không cần. Cầm đi đi. Anh không cần. Cầm đi. Coi chừng đứt tay. Để anh. Sao vậy? Hai cái miệng cười. Em sao vậy? Tiếu Tiếu, Lữ Tiếu Tiếu, mời cô Lữ Tiếu Tiếu tới đây, ngồi đây đợi anh nha. Quên đem bệnh án rồi. Đi thôi.
Cô tốt nhất sớm đón cô ấy về nhà đi. Nói cho cô biết, nếu không nhờ tôi đột nhập nhà riêng, chắc cô ấy chết ở đây cũng không ai biết. Nếu không vì ai đó đột nhập nhà riêng thì giờ em vẫn đang yên ổn nằm trên giường, đâu tới nỗi sốt 39 độ mà phải đi bắt trộm chứ. Em bị tăng xong nên mới ngất xỉu đó. Bệnh tới vậy mà vẫn mạnh miệng ghê. Hên là em chia tay với ai đó rồi, chứ không đúng là tâm lý biến thái. Được rồi, nói chuyện nghiêm túc nha. Anh thấy em tốt nhất vẫn nên dọn về ở cùng chị họ hoặc Tiểu Nhu đi. Ở một mình quá nguy hiểm. Làm ơn đi, giờ tụi em đều là phụ nữ trưởng thành rồi, phải có chút cuộc sống riêng tư chứ. Anh nói nè Lữ Tiếu Tiếu, chúng ta chia tay chưa được 3 ngày, chỗ này chỗ kia chỗ nọ trong nhà này đều có mùi của anh và hơi ấm của anh. Em vội vàng tìm người mới vậy sao? Em không sợ người ta vô nhà cảm nhận được hơi ấm của anh, ngửi được mùi cơ thể của anh, chắc chắn sau đó sẽ đá em đi luôn. Chịu hết nổi rồi. Làm ơn đi, bọn tôi vẫn đang ngồi đây đó. Rõ ràng họ coi chúng ta như vô hình mà. Anh tưởng ai cũng nhỏ nhen như anh sao? Trong tay không có ai phù hợp. Giới thiệu cho em một người đi. Cũng được. Có người chăm sóc em, anh cũng yên tâm. Anh sẽ giới thiệu người đáng tin cậy cho em. Tối mai gặp luôn được không? Không vấn đề. Dù bổn cô nương sốt tới 49 độ, ngất xỉu trên đường thì cũng phải đi gặp. Mà anh yên tâm, em sống có qua có lại lắm. Sau này cũng sẽ giới thiệu cho anh một cô. Có một cô gái quản lý anh, em cũng không cần lo ai đó tới quấy rầy mình nữa. Tôi cũng chịu hết nổi rồi. Anh có một thanh niên rất ưu tú giới thiệu cho em, Trác Nguyên. Alo, em có một cô gái đẹp muốn giới thiệu cho anh, cực kỳ hợp với anh. Lữ Tiếu Tiếu này có thân hình rất... Hơn nữa, tuy mái tóc của cô ấy nhìn giống cô ngốc, nhưng biết suy nghĩ, biết tư duy. Thật sao? Đúng vậy, hot lắm. Nghe đại chỉ. Để tôi giới thiệu nha. Đây chính là Lữ Tiếu Tiếu, tài sắc vẹn toàn mà tôi nói. Chào cô. Chào anh. Tiểu Di, đây là Trác Nguyên, đẹp trai nhiều tiền mà tôi nói với cô. Chào anh. Chào cô. Tiểu Di, người giống như tên, người đẹp tên hay. Anh cũng vậy, cao to đẹp trai, có sức hút mạnh mẽ. Sao tôi thấy cô quen quá? Tôi cũng thấy vậy. Cô có phải họ Triệu không? Tôi họ Triệu. Triệu, Triệu Bi. Mắt kính anh mua ở đâu vậy? Nhìn hai người họ giống như không thể nào đợi thêm nữa. Đúng là củi khô gặp lửa còn thêm gió to mà. Vừa gặp đã yêu, mới gặp đã bị thần Cupid bắn trúng. Anh nói coi, sao thần Cupid không bắn tên vào em vậy? Đừng sốt ruột. Mấy bữa nữa anh giới thiệu một người cao 1m9, có nhà có xe, lương tháng 100 ngàn, hài hước thú vị, vừa ngầu vừa đẹp trai. Có khi em vừa gặp là yêu đó. Thật sao? Anh có quen đàn ông cao cấp như vậy sao? Sao anh không nói sớm? Nếu không em cần gì lãng phí thời gian với anh. Nhưng anh cũng yên tâm đi. Em sống biết có qua có lại lắm. Em nhất định sẽ đền đáp anh. Một cô cao 1m7, xinh đẹp phóng khoáng, đa tài đa nghệ, được không? Em tốt bụng quá, anh cầu còn không được. Cảm ơn nha. Khách sáo cái gì? Nhưng lần sau chúng ta hẹn gặp riêng đi, đỡ mất công thành làm mai cho người ta, đúng không?
Chỗ này tuyệt đúng không? Em nhìn đi. Đồ dây sầm. Chúng ta đi ăn mì Ý, sau đó đi xem phim nha. Đừng. Đồ dây sầm. Cho em căn một phòng khách, hai phòng ngủ. Tặng thêm một chiếc Mini Cooper. Mỗi tháng 20.000 tệ tiền tiêu vặt. Cho em thêm một cái thẻ quẹt thoải mái. Nhưng không được hỏi lịch trình của anh. Không được công khai quan hệ của chúng ta. Alo, nghe tên họ Trác. Anh giới thiệu cho em bạn trai hay là bố đường vậy? Còn già hơn ba em nữa. Còn cô thì sao cô Tiếu? 1m7, có 102, xinh đẹp phóng khoáng. Bạn gái của người ta còn chạy tới xem. Rồi úp tô canh lên đầu anh nè. Em còn cười sao? Dì Bảy, dì không quen cô nào phù hợp nữa sao? Nè Tiếu Tiếu, dì giới thiệu hết gái trong khu phố cho con rồi mà. Hay dì tìm thêm cho con đi. Đi đâu tìm nhiều như vậy được? Dì sắp thành kẻ buôn người rồi đây. Vậy con cảm ơn nha. Alo, A Đạt. Lữ Tiếu Tiếu. Làm gì vậy? Nói năng lạ quá đó. Cô cũng thiệt tình. Có cần vội vàng tới vậy không? Để tôi giới thiệu cho. Người này tốt lắm. Xem mắt sao? Thôi không cần đâu. Coi kìa, đó là đồng nghiệp công ty tôi. Tôi hiểu rất rõ. Tương lai rộng mở. Đáng tin hơn mấy người cô tìm trên mạng nhiều. Ai lên mạng tìm trai? Đừng có mắc cỡ. Cô còn mua cả quảng cáo. Mở trang chủ web hẹn hò lên là thấy liền mà. Còn giấu giếm gì nữa? Gợi ý tìm bạn trăm năm. Trác Nguyên, nam, 28 tuổi, chưa kết hôn, quản lý cấp cao. Có nhà, có xe. Lương tháng 100.000. Giàu thiệt đó. Khoan đã, đang tìm một cô gái để tiến tới hôn nhân. Không giới hạn tuổi tác, không giới hạn chiều cao, không giới hạn học vấn. Từng kết hôn cũng được. Quá tuyệt vời rồi. Giám đốc Trác, có một cô gái tới. Chào Trác Nguyên. Đúng vậy, tôi cũng tin vào tình yêu sét đánh. Nhìn gì mà nhìn? Làm việc đi, làm việc đi, làm việc đi. Biết ngay là em mà. Em lên cơn gì vậy? Bản tìm bạn trăm năm này của anh cùng lắm chỉ có 1.000 người thấy. Anh đăng hình em lên web hẹn hò, lại còn chạy quảng cáo. Lượt bấm vào hơn 1 triệu rồi. Đó là do anh hết người để giới thiệu rồi. Hết người rồi sao? Vậy là anh nhét lừa đảo, dây sầm, khốn nạn đẩy qua cho em sao? Người em giới thiệu cho anh đều là của cô Bảy, chị Tám nhà em. Giới thiệu cho anh làm quen. Người của anh cũng đâu phải toàn tìm trên mạng. Vậy sao? Người nào? Ai chỉ? Còn ai nữa? Còn người tiếp theo? Người tiếp theo? Ai vậy? Lâm Mộc Phong. Trác Nguyên. Anh Lâm Mộc Phong có gì không tốt? Anh thấy hai người rất hợp mà. Hơn nữa hình như anh ta rất thích em. Anh ta thích em sao?
Sao em không biết vậy? Với bộ não chập mạch khắp nơi của em thì làm sao biết được? Cũng đúng, Lâm Mộc Phong đúng là không tệ. Em nên chủ động gọi điện cho anh ta. Alo, Mộc Phong hả? Anh nhận ra giọng tôi sao? Không có gì, tôi tính hỏi nếu tối nay anh rảnh thì chúng ta đi ăn đi. Được, được, quyết định vậy nha. Tiếu Tiếu, xin lỗi cô, đợi lâu rồi đúng không? Tôi mới chụp hình xong. Không đâu, người phải nói xin lỗi là tôi kìa. Biết rõ anh bận mà cứ bắt anh ra đây. Chắc cô đói rồi đúng không? Chúng ta đi ăn thôi, đi. Đúng rồi, có việc gì mà tìm tôi gấp vậy? Cũng không có gì, chỉ là lúc nhìn danh bạ tự nhiên thấy số của anh, thấy lâu rồi không liên lạc nên tôi mới. Trác Nguyên chết tiệt. Đúng rồi, sao không gọi Trác Nguyên tới luôn? Bọn tôi chia tay rồi. Chia tay rồi sao? Hôm nay nếu không vì anh ta thì tôi cũng không làm phiền anh đâu. Sao vậy? Có chuyện gì vậy? Thôi bỏ đi, để tôi nói thẳng luôn. Anh đừng giận nha. Không sao, cô nói đi. Anh ta cứ nói anh thích tôi, kêu chúng ta xem mắt đi. Thấy anh ta quá đáng không? Nói giỡn mà dám lôi chúng ta ra giỡn. Lúc đó tôi tức quá nên mới. Anh ta nói không sai, đúng là tôi thích cô. Sao tôi không cảm nhận được gì vậy? Trong lòng cô chỉ có Trác Nguyên, làm gì có tôi. Nhưng cuối cùng tôi cũng đợi được ngày này. Tiếu Tiếu, làm bạn gái anh được không? Anh Lâm, tôi... Đừng gọi anh là anh Lâm. Em gọi như vậy, anh thấy khoảng cách giữa chúng ta rất xa. Tôi đúng là thấy giữa chúng ta cách xa. Bao xa? 1000 km. Vậy nếu anh vượt qua khoảng cách đó để theo đuổi em, em có đồng ý không? Alo. Alo. Ăn tối có vui không? Không lừa em đúng không? Lâm Mộc Phong thích em mà. Đồ điên. Nếu em bất mãn với Lâm Mộc Phong cũng không sao, bữa khác anh giới thiệu người tốt hơn cho. Anh còn chuyện gì khác không? Không thì em cúp đây. Đáng ghét. Alo. Anh Lâm, tôi đang chuẩn bị đi làm. Có chuyện gì không? Tiếu Tiếu, nghe coi đây là tiếng gì? Tiếng sóng biển. Anh đang ở bờ biển Đại Liên,
cách em đúng 1.000 km. Đừng gọi anh là anh Lâm. Em gọi như vậy, anh thấy khoảng cách giữa chúng ta rất xa. Tôi đúng là thấy giữa chúng ta cách bao xa? 1.000 km. Tiếu Tiếu, anh đuổi kịp em chưa? Báo cáo. Đây là công ty BIA, không phải tòa soạn báo. Để tôi kể các cô nghe. Lên sân thượng đi. Đi. Tới rồi. Anh yêu à, có ngon không? Ngon lắm em yêu. Em cũng ăn một miếng đi. Hai người uống lộn thuốc sao? Tụi chị đang diễn lại tiểu phẩm thôi. Bất chấp ai vậy, thấy ghê quá. Lữ Tiếu Tiếu, khai thật thì được khoan hồng. Nhanh lên, khai sự thật đi. Có chuyện gì nói mau. Nói cái gì? Hai người mau đi uống thuốc đi. Đoạn hồi nãy diễn tốt lắm. Có ai không? Xin chào, mở cửa giúp tôi với. Cửa bị khóa rồi. Mở cửa cũng được, nhưng phải trả lời mấy câu hỏi đã. Nhiễm Nhiễm, cô làm gì vậy? Mở cửa mau. Tôi có việc bận, đi đây. Đừng đi. Mở cửa cho tôi đi, xin cô đó. Lữ Tiêu Tiếu, mau nhận tội đi. Chị hả? Nhận tội gì mới được? Đi thôi Tiểu Nhung. Đừng đi. Lữ Tiêu Tiếu ơi là Lữ Tiêu Tiếu. Hôm nay cô làm tôi đau lòng lắm biết không? Hôm nay tôi hy sinh vì cô vô ích rồi. Tôi muốn đợi mọi chuyện ổn định rồi mới nói với mọi người mà. Có cần dùng hình ép cung như vậy không? Nói đi. Sao cô lại quen Lâm Mộc Phong rồi? Cô cũng nhanh quá đó. Cũng không có gì. Thì đi ăn chung một bữa cơm. Sau đó cô theo anh ta về nhà sao? Cô nghĩ gì vậy? Sau đó anh ấy tỏ tình với tôi. Tiếu Tiếu, tụi chị biết em bị trắc nguyên kích thích nên mới vậy. Nhưng cũng không thể bụng đói ăn hoàng vậy được. Chị nói gì vậy? Nếu không nhờ trắc nguyên, chắc cả đời này em cũng không biết được tình yêu khiến em hạnh phúc như vậy. Tôi nổi hết da gà rồi. Lữ Tiếu Tiếu, tôi nói nghiêm túc nha. Mới 1-2 ngày đã quyết định yêu nhau thì cô ẩu quá rồi đó. Chưa kể Lâm Mộc Phong lớn hơn cô rất nhiều.
hai người hợp nhau sao được? Hai người hiểu gì về nhau chứ? Chúng tôi chỉ lo cô. Nếu như chị vô ý nói với một người đàn ông rằng lâu lắm rồi không được ăn sushi, sau đó anh ta chạy khắp thành phố để mua sushi ngon nhất cho chị, chị sẽ làm gì? Nếu chị đột nhiên phát hiện ra nhà anh ta treo đầy hình chị, toàn là hình chụp lén, ngay từ lần đầu tiên gặp chị sẽ làm gì? Nếu chị từ chối anh ta và nói khoảng cách giữa hai người rất xa, xa cỡ 1.000 km, sau đó sáng hôm sau anh ta bay tới chỗ cách chị 1.000 km rồi hỏi chị, anh đuổi kịp em chưa, thì chị sẽ làm gì? Bây giờ mở cửa được chưa? Mở cửa ra. Mấy người sao vậy? Mở cửa ra. Chị ơi, tặng chị một bông hoa hồng. Cảm ơn quà của công ty. À không, đây là của một anh gửi tặng các chị đó. Ai vậy? Cảm ơn các cô đã chăm sóc cho Tiếu Tiếu. Lâm Mộc Phong. Lữ Tiếu Tiếu, có để ai sống không vậy? Sau này sao bọn tôi tìm được bạn trai nữa? Lỗi của tôi, lỗi của tôi. Lữ Tiếu Tiếu, hai người tém lại chút được không? Không thấy ba cô gái già ở đây. À không, ba cô gái trẻ. Không vấn đề, không vấn đề. Chị nhắc nhở em nha, đừng để bị anh ta mê muội. Cái gì được làm, cái gì không được, em tự hiểu đi, hiểu mà. Hiểu mà. Vậy tôi ghen tị sẽ hại chết người đó. Ai thèm ghen tị chứ? Tặng em. Cảm ơn anh. Ai thèm ghen tị chứ? Ai thèm ghen tị chứ? Để tôi đưa cô về. Không cần đâu. Đợi ai hả? Hoa đẹp đó. Nói ra cũng buồn cười, tôi chưa bao giờ được tặng hoa. Hiếm lắm mới được một lần, mà lại do bạn trai Lữ Tiếu Tiếu tặng. Ai cũng có phần. Trác Nguyên đúng là giỏi làm mấy chuyện này. Không phải Trác Nguyên, họ chia tay rồi. Là Lâm Mộc Phong. Lâm Mộc Phong. Nếu cô không đợi ai thì lên tôi chở. Giờ này cũng khó đặt xe lắm. Tính tôi thích hóng chuyện lắm. Hôm nay cô mà không kể chuyện của Lữ Tiếu Tiếu cho tôi nghe thì tôi không để cô đi đâu. Lên xe đi. Trác Nguyên. Trác Nguyên. Anh làm gì vậy? Tôi có chuyện muốn nói. Có gì nói nhanh lên, tôi đang tập mà. Thực ra cũng không có gì. Chẳng qua hôm nay lúc tôi đi ăn thì gặp một đôi nam nữ sến tới mức làm tôi mắc ói. Vậy thì sướng quá rồi. Được coi phim miễn phí còn gì. Sướng hả? Sướng mới lạ đó. Hai người đó ăn chung một cái muỗng. Đang ban ngày ban mặt mà.
cũng không phải thanh niên nữa mà làm trò đó, thấy ghê tởm không? Còn lau miệng giùm cô ta nữa. Mà cô gái kia cũng thiệt tình, cô ta không có tay hay là bị liệt, có cần phải vậy không? Anh không có tế bào lãng mạn thì cũng đừng chê người khác. Lãng mạn hả? Đó không phải lãng mạn, đó là vấn đề đạo đức xã hội. Từ sau khi cặp đôi đó ngồi xuống, tay người nam không hề rời khỏi người nữ. Lúc thì sờ đầu cô ta, lúc thì sờ mũi, lúc thì nắm tay, thiếu nước liếm từ đầu tới chân thôi. Rõ ràng là sỉ nhục con mắt của những người xung quanh mà. Anh còn cười được sao? Anh kể chuyện này cho tôi là muốn tôi cười còn gì? Tôi tới cảnh cáo anh. Trác Nguyên, anh bị cấm sừng đôi. Anh bị cấm sừng đôi. Hai người đó, nữ là Lữ Tiếu Tiếu, nam là Lâm Mộc Phong. Tốt, tốt mà. Bọn tôi chia tay rồi, tôi chúc phúc thôi. Sao vậy? Xuống xe đi. Có cần phải vậy không? Em giỡn tôi mà. Xuống xe, dù sao cũng là sự thật mà. Anh kêu xuống xe mà. Xuống thì xuống, to tiếng vậy làm gì? Nè, lên đi. Làm gì vậy? Anh cõng em, đấm một cái rồi xoay một cái mà muốn xong chuyện sao? Lên đi. Chuẩn bị xong chưa? Thể lực anh tốt lắm đó. Vậy sao? Vậy sau này cứ như vậy nha. Không vấn đề. Té rồi, té rồi. Có đau eo không? Không sao. Để coi sau này dám nói anh là ông già nữa không. Đàn ông là phải đối mặt với cuộc đời ảm đạm. Đàn ông già càng phải vậy. Em thấy ông già nào cõng em 2 km mà không ngã quỵ chứ? Anh để bụng người ta nói mình là ông già vậy sao? Nhưng em thích ông già như vậy đó.